Khoe ảnh em trai ruột Miu khiến dân mạng bấn loạn vì nhan sắc hai chị em. Miu nhận bão bình luận từ fan nữ khi cho em trai lên sóng sau nhiều năm, cộng đồng mạng nhận xét bất ngờ. Mới đây hot girl không tuổi Miu vừa đăng tải loạt ảnh cùng gia đình chúc mừng sinh nhật em trai. Đây là lần rất hiếm hoi nữ diễn viên đăng tải ảnh các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cậu em duy nhất. Hai chị em được nhận xét giống nhau đến từng đường nét. Vốn kín tiếng về đời tư, Miu chỉ dùng mạng xã hội chủ yếu vào công việc hay đăng tải hình ảnh về bản thân. Cô tuyệt nhiên không muốn nhắc đến chuyện tình cảm hay cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, chỉ với những dịp đặc biệt của các thành viên trong gia đình, người đẹp mới phá lệ đăng ảnh công khai. Trên Facebook cá nhân, hot girl sinh năm 1989 chia sẻ: "Happy birthday em trai cưng, nhà không có gì ngoài hai chị em hiền queo như nhau." Kèm theo ảnh selfie cùng em trai được dân mạng nhận xét giống nhau như hai giọt nước. Em trai Miu cũng rất giản dị và thường chỉ xuất hiện ở những sự kiện quan trọng của chị để tránh gây chú ý. Cả gia đình đều được nhận xét có khuôn mặt phúc hậu, bố mẹ Miu còn khá trẻ. Không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ về thành tích học tập, nhan sắc, Miu còn được biết đến là một nữ diễn viên, nhà thiết kế thời trang, giảng viên đại học có sự nghiệp vững chắc ở tuổi 30. Sau chuyện tình cảm khép lại với thiếu gia Đức Tiến Sài Thành, người đẹp dành toàn thời gian phát triển kinh doanh và hướng tới hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cậu em trai sinh năm 1995 của Miu cũng tài giỏi không thua kém chị. Em trai Miu tên là Đặng Trung Hiếu, anh chàng có vẻ ngoài thư sinh và nhiều đường nét rất giống chị gái. Thời còn học phổ thông, Trung Hiếu cũng theo học trường của chị gái. Nhưng khi bắt đầu vào đại học, em trai Miu chính là một trong suốt những sinh viên nhận học bổng của trường, với điểm thi đầu vào đạt đến 90,80%. Cả hai chị em đều có năng khiếu liên quan đến hội họa và thiết kế và đều có sự nghiệp ổn định. Sự thật anh chàng đã có bạn gái khiến fan nữ nuối tiếc. Từng khoe ảnh chụp cùng em trai cách đây 6 năm trước, vì vậy dậy thì thành công của Trung Hiếu dễ dàng khiến dân mạng quan tâm. Nhiều fan nữ hào hứng ngỏ lời trở thành em dâu Miu. Tuy nhiên, theo nhiều bình luận, anh chàng đã có bạn gái và cô gái này cũng xuất hiện trong bữa tiệc thân mật gia đình mình. Dù bận rộn đến mấy, nữ diễn viên vẫn cố gắng có mặt đón tuổi mới cùng em trai. Hai chị em vẫn không có nhiều thay đổi so với thời mới công khai danh tính em trai. Con đường nghệ thuật luôn nói không với thị phi và chiêu trò. Cộng với cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, Miu là một trong số ít các người đẹp đi lên từ danh hiệu hot girl nhưng vẫn giữ được tình cảm của khán giả sau hàng chục năm hoạt động. Hiện tại, tập trung nhiều vào công việc thiết kế và giảng dạy, công chúng vẫn nhớ đến Miu qua những vai diễn phim truyền hình và luôn dành sự quan tâm ở mỗi sự kiện cô xuất hiện. Harry Won, Hàn Quốc cho tôi nhiều cơ hội hơn nhưng tôi không muốn xa Trấn Thành vì còn yêu nhiều. Đúng là qua hàng làm việc như thế thì sẽ tốt hơn với bản thân tôi, có nhiều cơ hội hơn, nhưng tôi yêu Trấn Thành quá nên chưa muốn sang, Harry Won chia sẻ. Mới đây Harry Won tổ chức buổi gặp gỡ để ra mắt chương trình Bichoka, một talk show kết hợp giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tại đây cô đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình ở hiện tại. Tôi tự tay tổ chức một chương trình không phải với mong muốn nổi tiếng hơn hay có vị trí vai trò cao hơn trong showbiz. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình với tư cách đại sứ, liên kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ trước tôi đã mơ ước được làm cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam và bây giờ nó đã thành hiện thực. Chương trình này có cả người Hàn lẫn người Việt và tôi sẽ nói song song cả hai thứ tiếng. Tại đây tôi sẽ giới thiệu những món nửa Việt nửa Hàn và cùng kể các câu chuyện đầy thấm thía. Đằng sau mỗi món ăn sẽ là một câu chuyện của bản thân người nấu. Tôi tự tay tổ chức một chương trình không phải với mong muốn nổi tiếng hay có vị trí, vai trò cao hơn trong showbiz. Tôi chỉ muốn học được nhiều thứ, có thêm cảm hứng về cuộc sống và truyền tới khán giả. Tôi cũng muốn qua công việc của mình để khiến người Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều hơn, thấy Việt Nam gần gũi đáng yêu hơn. Người Hàn sẽ không ngờ Việt Nam lại có nhiều người đẹp đến như thế. Tôi từng tổn thương vì những bình luận chỉ trích ác ý của khán giả trên mạng. Trong chương trình này, tôi cũng lần đầu chia sẻ câu chuyện chưa từng kể về mình. Từ lúc tôi chưa là gì mới bước chân vào sự nghiệp ra sao, đó là những câu chuyện mới về tôi. Tôi muốn qua đó truyền cảm hứng cho khán giả. Tôi không cần người ta phải biết tôi đã làm điều gì, tôi cứ sống tốt là sẽ nhận được nghiệp tốt và được mọi người yêu thương. Tôi từng tổn thương vì những bình luận chỉ trích ác ý của khán giả trên mạng, nhưng tôi hiểu tâm lý của khán giả là nếu nghe những tin đồn về tôi như vậy thì sẽ không thích tôi. Bởi vậy tôi không trách khán giả và cũng không muốn giải thích, vì càng giải thích càng khiến người ta bàn tán. Tôi nghĩ cứ sống tốt thì trời sẽ cho mình được tốt đẹp. Hàn Quốc cho tôi nhiều cơ hội hơn nhưng tôi không muốn xa Trấn Thành vì còn yêu nhiều. Trước đây bên Hàn Quốc có nhiều chương trình đã liên lạc với tôi để khai thác thêm về tôi, vì ai cũng biết tôi là con lai giữa Hàn và Việt.
Tôi sẽ có đánh giá khách quan về ưu điểm nhược điểm giữa hai nước. Đối với tôi, Hàn Quốc và Việt Nam cũng giống ba và mẹ thôi. Các nhà sản xuất đã liên lạc với tôi để mời tôi tham gia. Tôi đang do dự khá nhiều vì nếu tôi đồng ý thì sẽ phải sang bên Hàn sống trong một thời gian dài. Tôi đang không biết phải làm như thế nào nếu qua Hàn Quốc làm việc như vậy. Tôi sẽ phải bỏ một phần thị trường Việt Nam, quan trọng hơn cả là nếu tôi qua Hàn, vợ chồng tôi phải xa nhau. Tôi sẽ phải suy nghĩ về vấn đề này. Thực ra tôi rất muốn qua Hàn Quốc làm các dự án đó để giới thiệu về Việt Nam nhiều hơn. Tôi muốn làm người giới thiệu Việt Nam cho người Hàn. Cách đây một tháng tôi cũng quay một số chương trình mà trong đó tôi mang tư cách là khách mời từ Việt sang Hàn. Trong đó tôi được giới thiệu với các diễn viên Hàn Quốc về cuộc sống con người Việt Nam. Tóm lại tôi cũng muốn tham gia showbiz Hàn Quốc, nhưng tôi phải xem xét lại xem nên bỏ bao nhiêu phần trăm thời gian để hoạt động bên đó. Đây là vấn đề tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi muốn cứ nửa tháng ở Việt Nam, nửa tháng ở Hàn Quốc để không phải xa chồng quá lâu. Đúng là qua Hàn làm việc như thế sẽ tốt hơn với bản thân tôi, có nhiều cơ hội hơn. Nhưng tôi yêu Trấn Thành quá nên chưa muốn sang. Tôi luôn phải ưu tiên gia đình mình trước rồi, mới tới công việc. Hàn Quốc cho tôi nhiều cơ hội, nhưng tôi không muốn xa Trấn Thành vì còn yêu nhiều. Hiện tại Trấn Thành vẫn đang ủng hộ tôi, anh ấy nói. Nếu cảm thấy công việc nào tốt hơn cho tương lai thì cứ làm. Trấn Thành chưa bao giờ ngăn cản tôi, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ để làm thế nào cho tốt nhất. Nếu trời cho con cái thì chúng tôi vẫn đón nhận. Mọi người cứ hay chê, chứ tôi rất thích cái bụng mỡ của Trấn Thành. Có thời điểm anh ấy ăn nhiều, nhưng bây giờ xuống cân. Hôm qua vợ chồng tôi đi ăn bánh canh, anh ấy nhất quyết không ăn miếng nào. Qua chương trình này tôi vô cùng bất ngờ về Đỗ Mạnh Cường. Bình thường tôi thấy anh ấy lạnh lùng khó gần, nhưng sau khi nghe anh ấy trò chuyện, tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại là ngôi sao trong làng thiết kế. Trong chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường có nhiều điều giống với Trấn Thành. Đó là lý do vì sao cả hai người họ trở nên nổi tiếng đến như thế. Hiện tại vợ chồng tôi chưa có tin vui nào về em bé. Hai vợ chồng tôi vẫn thích đi chơi quá nên chưa suy nghĩ về điều này. Nhưng nếu trời cho con cái thì chúng tôi vẫn đón nhận. Còn về Running Man mùa 2, tôi vẫn chưa nhận lời mời nào. Nếu mời thì tôi sẽ suy nghĩ. Tôi rất thích tham gia những chương trình vận động như Running Man. Vì ngôn ngữ của tôi chỉ có bấy nhiêu đó và tôi đã được khai thác hết trên truyền hình rồi. Tôi muốn khai thác góc cạnh khác của mình cho khán giả thấy. Hết tình còn nghĩa là có thật, chồng cũ Tây đến viếng đám tang bố Phi Thanh Vân. Dù cả hai đã không còn trong mối quan hệ vợ chồng nữa, nhưng chồng người nước ngoài vẫn đến tận nơi để viếng bố vợ cũ qua đời. Nữ diễn viên cho hay, cả hai người chồng cũ đều đến tận nhà tang lễ để chia buồn với cô cùng gia đình trong vài ngày qua. Vài ngày qua, các khán giả và đồng nghiệp đã dành rất nhiều lời thăm hỏi động viên Phi Thanh Vân khi bố ruột cô đột ngột qua đời. Theo đó, ông được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa và tro cốt mang ra tận quê nhà ở Thái Bình để chôn cất. Những ngày thực hiện tang lễ thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí như Hồng Tơ, Kim Tiểu Long, Hiền Mai đã dành thời gian đến tận nơi động viên nữ hoàng giao kéo và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. Mới đây nhất, cô bất ngờ chia sẻ về hình ảnh người chồng cũ người Tây. Thierry Balak đã đến viếng bố vợ cũ lần cuối. Rất nhiều người ngỡ ngàng vì hành động này, bởi lẽ cả hai đã không còn là vợ chồng vài năm nay. Nữ diễn viên cũng đã kết hôn lần hai, có con trai riêng, nhưng anh vẫn giữ tình nghĩa. Liên hệ với Phi Thanh Vân, cô tâm sự chồng cũ rất dễ thương và họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Anh khiến mọi người chú ý bởi vẻ điển trai bảnh bao. Ngoài ra, cô tiết lộ chồng sau anh Bảo Duy cũng đã đến viếng bố và nhắn tin chia sẻ nỗi buồn với cô. Dù không đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, nhưng họ vẫn có những hành động tình nghĩa dành cho nhau. Được biết, người đẹp hiện đang ở tại Hà Nội, cô và gia đình đã chôn cất tro cốt của bố xong, đồng thời gia đình cô rất chú trọng việc thờ cúng. Nên hình ảnh của ông sẽ được đặt tận 4 nơi, nhà riêng của bố mẹ thành phố Hồ Chí Minh, nhà Phi Thanh Vân, nhà anh cả ở Hà Nội và một bàn thờ gia tộc họ Nguyễn. Những ngày qua, cô gác mọi công việc sang một bên để có thể cùng gia đình lo đám tang trọn vẹn cho bố. Sự ra đi của ông đã khiến Phi Thanh Vân rất hụt hẫng. Tuy nhiên, nữ diễn viên phần nào nhẹ lòng vì thấy bố qua đời nhẹ nhàng, không nhiều đau đớn. Vợ Lê Dương Bảo Lâm lần đầu lên tiếng về giới tính của chồng trên sóng truyền hình. Nam diễn viên hài là một trong những nghệ sĩ luôn bị gặp nhiều câu hỏi liên quan đến giới tính, dù anh đã kết hôn và có con. Chuyện Lê Dương Bảo Lâm đám cưới với vợ xinh đẹp, có con gái đầu lòng cũng không thể ngăn được những lời đồn thổi giới tính.
Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc với công chúng trên sóng livestream. Ngoài ra, tần suất anh tham gia các game show truyền hình cũng dày đặc hơn so với thời điểm vừa trở thành quán quân Cười Xuyên Việt. Ngoài các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp khi livestream quảng cáo, lối diễn xuất thì anh còn khiến mọi người quan tâm đặc biệt đến chuyện giới tính. Cụ thể, mọi người luôn nghĩ rằng anh thuộc giới tính thứ ba. Chính Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến khán giả hoài nghi nhiều về điều này. Vì thế, khi nam diễn viên tổ chức đám cưới với bà xã ở quê nhà Đồng Nai thì công chúng một phen ngỡ ngàng. Mới đây nhất, anh đã đưa vợ đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đây là một game show khá thú vị, nơi chia sẻ những góc khúc hôn nhân mà hiếm khi nào khán giả biết đến. Lê Dương Bảo Lâm đã kể lại lúc mình cua bà xã và đối phương cũng lần đầu tiết lộ cô không có ấn tượng, thậm chí ghét ngay từ lần đầu thấy anh. Quỳnh Anh kể, ảnh chảnh chọe lắm, nhìn ảnh như thằng khùng đó. Dẫu vậy, cô biết thân biết phận và nghĩ rằng mình không có cơ hội để hẹn hò với anh. Chẳng ai ngờ rằng chỉ một thời gian sau, Lê Dương Bảo Lâm xin số điện thoại và cả hai cùng tìm hiểu. Ngay lúc này, MC Hồng Vân và Quốc Thuận đã đề cập tới những lời đồn về giới tính của chồng. Quỳnh Anh cũng bộc bạch có nhiều người nói với mình rằng mày quen với thằng đó BD, nó không có cưới mày đâu. Nhưng cô khẳng định ảnh men lắm, tụi nó chắc ghen tị với em. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng nhanh chóng đón được thiên thần đầu lòng là một cô công chúa đáng yêu. Cưới vợ sinh con, Lê Dương Bảo Lâm càng ý thức hơn về trách nhiệm và phải cố gắng làm việc để cả nhà có được nơi ở ổn định. Tết vừa qua, cặp đôi đã dọn về căn nhà biệt thự 7 tỷ đồng khiến mọi người xuýt xoa. Dù có rất nhiều lời bịa đặt nghi ngờ về giới tính, nhưng Lê Dương Bảo Lâm cảm thấy yên lòng vì bà xã tin tưởng mình. Giờ đây, Quỳnh Anh còn là hậu phương vững chắc trong công việc của nam diễn viên.